liên quan đến sự cố máy bay VN1266 của Vietnam Airlines hành trình thành phố Hồ Chí Minh Vinh phải hạ cánh khẩn cấp xuống Nội Bài vào sáng ngày 16/12. Sáng nay thì đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho biết đã có kết luận ban đầu về nguyên nhân của sự cố. Theo đó thì chuyến bay hạ cánh khẩn cấp là do lỗi thao tác của phi công chứ không hề có yếu tố khủng bố ông lại Xuân Thanh, cục trưởng cục hàng không Việt Nam cho biết vì có cảnh báo tụt áp nên phi công đã cho máy bay hạ độ cao để đảm bảo an toàn cho hành khách và đặt tần số khẩn cấp. Tuy nhiên, thay vì vận sang tần số khẩn nguy, phi công trên máy bay VN1266 đã đặt tần số khủng bố trong hơn một phút. Lãnh đạo cục hàng không cho biết quá trình điều tra, cơ quan này đã nghiên cứu tình huống xử lý khẩn cấp từ khi máy bay tụt áp đến khi phi công cung, cung cấp mặt nạ cho tổ lái và hành khách đều là tình huống rất khẩn cấp nên việc sai thao tác có thể xảy ra. Hiện cục hàng không chưa đưa ra việc xử lý phi công do chưa có kết luận cuối cùng về vụ việc này. Trước đó, tối 16 tháng 12, chuyến bay của Vietnam Airlines mang số hiệu VN1266 xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh đi Vinh. Đến gần sân bay Vinh, máy bay gặp trục trặc kỹ thuật, áp suất trong khoang giảm đột ngột và mặt nạ giữ khí bung ra để trợ giúp hành khách và phi hành đoàn. Tổ bay xin hạ cánh khẩn cấp tại sân bay nội bài để có điều kiện trợ giúp tốt nhất. Do phi công đã nhấn nút nên đã có rất nhiều người lo ngại yếu tố khủng bố trên máy bay.